Vi xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post. Thưa quý vị, đã gần 600 ngày kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine và cuộc chiến diễn ra sau đó đã thử thách khả năng phục hồi của cả hai nước. Nhưng nó cũng đã thử thách những người ở phương Tây đã ủng hộ Ukraine ngay từ đầu. Trong khi đó, căng thẳng ở châu Âu về việc hỗ trợ Ukraine lại bùng lên. Với việc cuộc phản công của Ukraine vẫn chưa đạt được những kỳ vọng, có lẽ đã bị thổi phồng. Chúng ta bắt đầu thấy những dấu hiệu nghiêm trọng đầu tiên về sự đồng thuận đang rạn nứt ở phương Tây về việc các chính phủ khác nhau cam kết hỗ trợ Ukraine một cách nghiêm túc như thế nào trong thời gian cần thiết. Đây cũng là lúc mà phương Tây phải nhận ra rằng họ đang có chiến tranh với Nga, chứ không phải cuộc chiến của riêng Ukraine. Chuyến thăm Bắc Mỹ của Tổng thống Zelensky bắt đầu bằng bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Trong đó, ông đưa ra lời kêu gọi nhiệt tình tới các nhà lãnh đạo thế giới hãy duy trì luật pháp, trật tự quốc tế và hỗ trợ đất nước của ông. Mặc dù vẫn còn có sự ủng hộ rộng rãi đối với các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng vấn đề làm thế nào để kết thúc chiến tranh trở nên khó hiểu hơn. Có hai phe nhiều nhà lãnh đạo phương tây đi theo đường lối của ukraine rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này cần phải được khôi phục trước tiên những người khác bao gồm một số lượng lớn các quốc gia ở phía nam bán cầu thích nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và chấm dứt bạo lực sớm mô hình này được lặp lại vào sáng hôm sau tại cuộc tranh luận mở của hội đồng bảo an liên hợp quốc về cuộc chiến ở ukraine với cuộc đụng độ có thể đoán trước được của tổng thống zelensky và ngoại trưởng nga sergei lavrov người đã trình bày những lý giải rất khác nhau về nguyên nhân và động lực của cuộc chiến nhưng trước khi cuộc tranh luận có thể kết thúc hội đồng bảo an đã chuyển sự chú ý sang cuộc khủng hoảng ở nagorno karabakh một dấu hiệu rõ ràng rằng ukraine không phải là vấn đề cấp bách duy nhất trong chương trình nghị sự toàn cầu tổng thống zelensky tiếp tục tới washington dc nơi ông nhận được một gói viện trợ quân sự khác trị giá 325 triệu Mỹ Kim. Khoản viện trợ này có thể được Tổng thống Mỹ Joe Biden phân bổ trực tiếp dưới cái gọi là thẩm quyền rút quân của Tổng thống. Khoản viện trợ trị giá 24 tỷ Mỹ Kim nữa, vốn phải được Quốc hội phê duyệt, lại càng có vấn đề hơn. Lãnh đạo phê đa số tại Hạ viện Kevin McCarthy sẽ không cam kết đưa một dự luật có hiệu lực đó vào lịch trình lập pháp trước cuối năm nay. McCarthy cũng từ chối cơ hội phát biểu của Tổng thống Ukraine trong phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện, một dấu hiệu khác cho thấy đảng Cộng hòa ngày càng phản đối sự hỗ trợ nhiệt tình mà chính quyền Biden dành cho Ukraine. Chuyển đến Canada, Tổng thống Zelensky nhận được sự đón tiếp nông nhiệt của mọi người và rời đi với gói viện trợ quân sự trị giá 650 triệu đô la Canada. Châu Âu, sự chia rẽ ngày càng tăng trong khi đó ở châu âu ba nước láng giềng của kiev trong eu hungary ba lan và slovakia đã bất chấp việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ ukraine trên toàn eu ba lan sau đó đã tiến thêm một bước nữa và cũng tạm dừng mọi hoạt động chuyển giao vũ khí cho ukraine điều này đã bị tổng thống zelensky chê bai trong bài phát biểu trước đại hội đồng liên hợp quốc là sân khấu chính trị và là một món quà dành cho moscow tranh chấp ngũ cốc giữa Ba Lan và Ukraine đã âm ỉ được một thời gian và câu hỏi đặt ra là khi nào chứ không phải liệu cuối cùng nó sẽ leo thang hay không. Điều quan trọng là nó báo trước những trở ngại tiềm ẩn khác trên con đường trở thành thành viên EU của Ukraine. Một số trong số này có khả năng nằm trong chính Ukraine, như bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã lưu ý trong bài phát biểu thông điệp liên bang hàng năm tại Quốc hội châu Âu việc gia nhập vào EU là dựa trên thành tích. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gia nhập sẽ không được mở trước khi có khuyến nghị tích cực từ Ủy ban về tiến trình của Kiev liên quan đến 7 điều kiện được đặt ra vào tháng 6 năm 2022 khi Ukraine được cấp tư cách ứng cử viên. Quyết định này dự kiến sẽ diễn ra trước cuối năm 2023 một khi các cuộc đàm phán gia nhập bắt đầu, lợi ích của từng quốc gia thành viên EU sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc xác định tốc độ Ukraine có thể tiến bộ. Cuộc tranh chấp hiện nay với Ba Lan chỉ là một dấu hiệu cho thấy những rắc rối tiềm ẩn phía trước. Mặc dù nằm trong lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm trong chính sách nông nghiệp chung của EU, điều này sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc nếu Ukraine siêu cường nông nghiệp toàn cầu tham gia. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki rõ ràng muốn được coi là đang bảo vệ nông dân nước mình khỏi các hành vi cạnh tranh của các nhà xuất khẩu ukraine đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới nhưng đây cũng là về khả năng lãnh đạo và thách thức tiêm tàng mà tư cách thành viên eu của ukraine sẽ đặt ra đối với tham vọng của ba lan trở thành tiếng nói chính của các thành viên phía đông của khối một cuộc tấn công công khai như vậy nhằm vào Tổng thống Zelensky và các chính sách của ông đã làm thay đổi đáng kể quan điểm trong những gì được coi là những lời chỉ trích có thể chấp nhận được đối với vị Tổng thống Ukraine có sức lôi cuốn cao. Nó xuất hiện sau sự bất an ngày càng tăng của phương Tây về diễn biến và cái giá phải trả của cuộc chiến. Điều này không có nghĩa Ukraine đã không đạt được tiến bộ nào kể từ khi cuộc tấn công của nước này bắt đầu ngay trước mùa hè. Trong những ngày gần đây, Ukraine đã giành thêm nhiều thắng lợi ở phía Nam và tiến hành một cuộc tấn công ngoạn mục vào trụ sở hạm đội biển đen của Nga ở Crimea vào cuối tuần. Nhưng những thành công gần đây của Ukraine gần như chắc chắn là không đủ để xua tan cảm giác ngày càng tăng rằng cuộc chiến đang trở thành một bế tắc lâu dài. Cho đến nay, sự hỗ trợ của phương Tây đã hỗ trợ cho những nỗ lực tự vệ của Ukraine, nhưng nó không làm được gì nhiều hơn thế và không đủ để giúp ukraine giành chiến thắng nếu các sự kiện xảy ra vào tuần trước là dấu hiệu cho thấy sự hỗ trợ này bắt đầu suy yếu thì việc ngăn chặn một thất bại của ukraine không còn được coi là điều hiển nhiên nữa cũng không thể cho rằng đây chỉ đơn thuần là một thất bại của ukraine điều đó cũng có nghĩa là liên minh phương tây không đủ sức chịu đựng để chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu với nga hiện nay Việc Ukraine theo đuổi chủ quyền trước sự xâm lược của Nga đi kèm với lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ không ngừng nghỉ từ Hoa Kỳ. Hiện nay, Ukraine đang đi trên con đường hướng tới giải phóng khỏi quyền bá chủ lịch sử của Nga. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ukraine cũng sẽ hướng tới sự độc lập hoàn toàn, được định hướng bởi số phận và quyết tâm của những người sẵn sàng bảo vệ quốc gia và người thân của họ. Tuy nhiên, Nhất thiết không được coi cuộc chiến này chỉ là xung đột khu vực, giống như việc Liên Xô tấn công Afghanistan. Việc xếp nó vào loại như vậy sẽ là một đánh giá sai lầm tương tự như việc coi cuộc xâm lược Ba Lan của Đức vào năm 1939 hay trận chiến Đại Tây Dương là những tai nạn cuộc bộ. Cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra vào năm 2014 luôn mang tính chất toàn cầu. Không nên hiểu nhầm năng lực kinh tế không cân xứng của Liên Xô và Nga Tham vọng của Đế quốc Nga nhằm khơi dậy những khát vọng thời chiến tranh lạnh đã được thể hiện thẳng thắn trong tối hậu thư của Vladimir Putin vào tháng 12 năm 2021. Phương Tây đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi phản ứng một cách khoan dung như họ đã làm, gợi nhớ đến cách tiếp cận của họ đối với bài phát biểu ở Munich của Putin năm 2007. Việc thiếu bất kỳ phản ứng kiên quyết nào của phương Tây đối với các mối đe dọa đang nổi lên từ Điện Kremlin, chẳng hạn như việc Nga xâm lược Georgia và sau đó là Ukraine đã chứng tỏ là một sai lầm thèn chốt. Nga tận dụng điểm yếu của phương Tây Hy vọng kiềm chế sự xâm lược của Nga thông qua viện trợ hạn chế cho Ukraine và các giải pháp ngoại giao đều vô ích. Đặt cược vào việc Nga không thắng thay vì thất bại bị Điện Kremlin coi là biểu hiện của sự yếu kém. Đáng tiếc là lập trường như vậy chỉ làm gia tăng căng thẳng hơn là giảm bớt căng thẳng. Thế giới phương Tây thấy mình mắc phải một sai lầm tương tự như họ đã từng làm trong nỗ lực xoa chịu ở Adolf Hitler, nhà độc tài phát xít, thông qua ngoại giao. Nga sẽ leo thang đối đầu chừng nào các nền dân chủ phương Tây cho phép. Những sự kiện xảy ra trong 15 năm qua là minh chứng rõ ràng cho thực tế này cuộc chiến của các quốc gia dân chủ chống lại chủ nghĩa toàn trị Nga vượt ra ngoài biên giới châu Âu, vào trung tâm Ukraine và xuyên lục địa châu Á và châu Phi. Bỏ qua những sự thật này sẽ không làm cho sự gây hấn và đe dọa biến mất. Thay vào đó, nó sẽ chỉ khai thác những cơ hội nảy sinh từ sự thiếu chuẩn bị cho sự phản kháng của thế giới. Dấu hiệu của chiến tranh hỗn hợp đã lan tới bờ biển Tây Âu, thu hút Pháp và Đức, Nga, dưới bóng tối của di sản đế chế Xô Viết, hỗ trợ các đảng chính trị cấp tiến, tìm cách gây bất ổn tình hình và đẩy các chính trị gia thân Moscow lên nắm quyền, nếu Nga chiến thắng, hậu quả đối với các nền dân chủ phương Tây sẽ còn tàn khốc hơn nhiều. Nội chiến lạnh, kế hoạch chi tiết của Nga cho sự sụp đổ của phương Tây. Tính đến hôm nay, kế hoạch chi tiết về sự phân cực chính trị của Nga đã bắt đầu hiện thực hóa ở các quốc gia này, hướng tới một cuộc nội chiến lạnh tiềm tàng trong tương lai. Trong thời kỳ Liên Xô, vai trò này được thực hiện bởi nhiều đảng cộng sản khác nhau, nhưng hiện nay nó là lãnh địa của một loạt các phong trào chính trị cực hữu và cực tả. Nguồn tài trợ cho những nỗ lực này sẽ vẫn tồn tại, chừng nào các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn còn quá khoan dung. Nội chiến lạnh đe dọa không chỉ giới tình hòa chính trị hiện tại, những người đang do dự trong việc tự vệ, mà còn đe dọa đến sự ổn định kinh tế của Pháp và Đức. Chúng ta đã từng thấy kịch bản này trước đây, trước khi Nga xâm chiếm Ukraine, một chiến dịch chiến tranh hỗn hợp tương tự đã diễn ra. Ở châu Phi và châu Á, Nga đã tham gia chiến sự với các nước dân chủ phương Tây. Chiến thuật của nó bao gồm từ việc sử dụng quân đội chính quy đến triển khai lính đánh thuê từ tập đoàn Wagner. Kể từ năm 2014, các cuộc tấn công có chủ đích đã được thực hiện nhằm vào các quốc gia có tầm quan trọng chiến lược trong khu vực do vị trí địa lý của họ. Syria ở vùng Cận Đông, Cộng hòa Trung Phi, Mali và bây giờ là Niger ở châu Phi đều bị ảnh hưởng. Nga đang cố tình đẩy các đồng minh phương Tây ra khỏi các khu vực này, mở rộng phạm vi ảnh hưởng và cố gắng hình thành một mạng lưới đồng minh mới. Những hành động này phản ánh các phương pháp của Liên Xô, bao gồm đảo chính, chiến tranh khu vực và khủng bố. Nga sẽ leo thang đối đầu chừng nào các nền dân chủ phương Tây cho phép. Quỹ đạo này giống với quỹ đạo của Liên Xô từ năm 1960 đến năm 1980. Nó đã dẫn đến cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba năm 1962 sau đó là sự leo thang vào năm 1983. Ngày nay, Moscow đang thử thách quyết tâm của các nước NATO bằng cách sử dụng một khẩu hiệu giả định. Liệu Klaipeda, một thành phố nhỏ ở Lithuania, có xứng đáng cho thế chiến bà không? Việc không có phản ứng trước những hành động khiêu khích vì sợ gây ra sự xâm lược trực tiếp của Điện Kremlin đã thúc đẩy kịch bản ngày tận thế. Giờ đây, Rõ ràng là những nỗ lực nhằm xoa dịu Putin đã dẫn đến việc mở rộng phạm vi địa lý của các hoạt động quân sự của Nga, từ can thiệp trực tiếp đến tấn công tuyên truyền. Ngoài ra, cuộc chiến ở Ukraine đã đi đến điểm không thể quay lại. Hàng trăm nghìn thương vong của hai bên đã để lại những vết sẹo không thể phai mờ trong xã hội, khiến việc quay trở lại hiện trạng ngày 23 tháng 2 năm 2022 là điều không thể phương Tây phải phản ứng thế nào? Quan trọng nhất, các nền dân chủ phương Tây đang cố gắng tránh đối đầu trực tiếp với Nga đã có chiến tranh với Điện Kremlin. Mặc dù họ chưa nhận thức đầy đủ về điều đó, họ phớt lờ thực tế này càng lâu thì cái giá phải trả cho họ sẽ càng cao. Lịch sử đã chỉ ra rằng các chính sách xoa dịu không mang lại thành công. Mặt khác, chỉ 3% ngân sách quân sự của Mỹ là đủ để ngăn cản điện Kremlin ở Ukraine và giảm khả năng quân sự của nước này. Nhận ra thực tế rằng họ đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến với nước Nga độc tài, đòi hỏi phải nhanh chóng đánh giá lại từ phía Washington, London, Berlin và Paris. Khái niệm không can dự phải chuyển sang khái niệm chiến tranh để bảo vệ các nền dân chủ chống lại sự xâm lược vô cớ, sử dụng Ukraine làm tiên tuyến then chốt trong thế giới phương Tây. Cụ thể, các bước sau đây là cần thiết. Sự hiểu biết chung giữa Hoa Kỳ và các đồng minh về các mục tiêu của cuộc chiến và chiến lược chung để giành chiến thắng. Đồng bộ hóa trực tiếp các chi nhánh quân sự của Hoa Kỳ và các đối tác lực lượng vũ trang Ukraine tích hợp họ một cách hiệu quả vào quân đội của các quốc gia dân chủ phương Tây, hỗ trợ trực tiếp cho các lực lượng đối lập của Nga bất kể định hướng hay hệ tư tưởng của họ. Các hành động đáp trả của Hoa Kỳ và các cơ quan an ninh nội địa của đồng minh chống lại sự xâm lược và tấn công hỗ trợ của Nga nhằm vào các thể chế dân chủ của các quốc gia phương Tây. Một chương trình sử dụng lực lượng vũ trang Ukraine để hạn chế các hoạt động quân sự của Nga ở các nước châu Phi và châu Á. Thu hút các lực lượng chính trị Ukraine hợp tác với Hoa Kỳ và các thể chế dân chủ đối tác. Các bước ở trên nên được bắt đầu ngay bây giờ thông qua các cuộc thảo luận kín trong các ủy ban, trung tâm phân tích và các đảng phái chính trị của Hoa Kỳ, Anh và EU với sự tham gia của các chính trị gia Ukraine và các quan chức cấp cao. Chỉ cùng nhau, cuối cùng thế giới văn minh mới có thể đánh bại được con quái vật điện Kremlin. Suy cho cùng, số phận và Chúa luôn ưu ái những kẻ dũng cảm và hạ bệ những kẻ hèn nhát. Thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và gia đình đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Thay mặt ban biên tập, Thảo Vi xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.